Rồi đây mấy bạn, hôm nay là mình sẽ tập kết rất là nhiều xe đi ra công trường sân bay Long Thành. Mình đang lên phọt là mấy con lưu là 3410. Thì hôm nay á, là mình sẽ đi hết luôn, gồm rất là nhiều lưu và đào ra công trình trọng điểm quốc gia. Đây là anh Hải này, anh Hải hôm nay là đang lên phọt. Rất là nhiều xe đào hôm nay tập kết. Đây tập kết đủ luôn đó các bạn. Và hôm nay là một ngày nghỉ nha các bạn. Nhưng mà vì công trình trọng điểm quốc gia, hôm nay là ngày Tết luôn. Hôm nay là mùng 4 Tết. Mà đây là công trình trọng điểm quốc gia, do đó là mình cũng sẵn sàng mình làm luôn. Đây là anh Thái đang chuẩn bị hồ sơ giấy tờ. Đây là những cái bộ lọc theo xe này các bạn, mình sẽ bàn giao luôn cho khách hàng. Và sau Tết đâu đó là khoảng mùng 6, mùng 7 hoặc mùng 8 thì bên công trường, bên chỗ sân bay Long Thành cũng sẽ khởi công và chính thức đi vào làm. Và theo như là chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ á, thì mình sẽ phải là hoàn thành cái công trình này vào năm 2025. Và chỗ công ty ACV thì cũng đã cam kết là sẽ hoàn thành. Thì một tí nữa thì sẽ rất là nhiều xe Ford ở đây, là mình đếm nè, một Ford này, đây một xe này sẵn sàng này, một xe mọt của xe Ford đã đến này, đây xe mọt thứ hai này, mọt thứ hai, đây là mọt thứ ba. Hôm nay là mình sẽ kéo đi rất là nhiều máy. Và bây giờ thì mình sẽ đưa cái chiếc 330, không biết là chắc là sẽ kéo là một lưu và một đào trên cùng một xe mọt. À không, mình ổn định cái vị trí của xe thôi các bạn. Đây là anh Bình, em quay tí nha. Đây là anh Bình nè, bên ACC, bên đơn vị thi công. Đó, đây mấy anh mua những cái máy này. Thì hôm nay là anh sẽ lấy là 4 lưu và 4 đào. Để chỉ là hôm nay thôi nha các bạn. Chứ còn tổng số thì lấy là tới mấy chục con cơ. Đây, chiếc 240. Hitachi ZX240 sẽ lên mọt. Chiếc Hitachi này là dùng động cơ là kim phun thường, tức là kim phun cơ đó các bạn. Mùng 4 Tết, anh em rất vất vả nhưng mà cũng rất là vui. Hôm nay trời nắng rất là đẹp. Đối với xe đào đó các bạn thì không cần phải cầu gì hết á, là ông này ông đến là ông tự xoay đầu và ông tự lên được thôi. Xe đào này thì nó rất là đa năng, lên mọt lên phọt cũng rất là dễ. Công ty mình thì có địa chỉ ở tại là Biên Hòa, Đồng Nai, số 990 xa lộ Hà Nội. Mình sẽ nhấc cái thân nó lên rất là xong, nhấc nó lên. Đào là lên phọt là rất kỳ dễ nha các bạn. Một đào một lưu. Rồi bây giờ là ông này ông chỉ cần xoay cái đầu lại là xong. Xoay cái đầu lại. Mà cái thao tác đó các bạn phải cũng thuần thục thì nó sẽ dễ. Đó, nó chống xuống và nó nhấc cái này mình lên, lên. Đó, nó nhấc lên rồi bắt đầu nó di chuyển vào các bạn. Máy đào bánh xích gần như là cỗ máy đa năng,
và rất là bền bỉ, đa năng và bền bỉ. Mình sẽ đi đây, sẽ hôm nay là sẽ lấy là 4 chiếc đào ZX240 nè các bạn, rồi 4 chiếc Luham 3410. Máy đào Hitachi thì là máy của Nhật Bản, còn máy Lu 3410 này là máy Lu của Đức, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Còn chiếc Hitachi là được sản xuất tại nhà máy Indonesia theo tiêu chuẩn của Hitachi. Và đến bây giờ các bạn, là gần như là các quốc gia họ đã gọi là tham gia vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu và theo tiêu chuẩn toàn cầu. Do đó là cái chất lượng của họ sẽ được kiểm soát rất là tốt và rất là nghiêm ngặt từ nhà máy. Chứ mình không có được làm một cách là gọi là mình sợ là chất lượng nó không có đúng. Đây thì mình sẽ kê gỗ lên như thế này. Khi mà kê gỗ lên như thế này á, thì tức là nó sẽ hở cái bánh xe này ra nè các bạn. Nó hở ra nè. Khi mà nó hở ra thì nó di chuyển được, chứ không là nó sẽ cài vào bánh thì sẽ không được. Khi mà cái xe này mà ngồi trên đây là coi như là nó cũng tương đối là chênh vênh đó các bạn. Đây cái quá trình mà mình lên Ford nó cũng coi như là cơ bản kết thúc, thì bắt đầu mình sẽ thu cái cần này vào nữa. Đây các bạn, lúc mà xe mọt á, mà cái mọt nó ngắn quá thì có thể là mình sẽ đẩy cái xe lu này nó lên cái cổ cò, thì mình phải kê cái gỗ như thế này. Kê cái gỗ cho nó vững như thế này để xe lu nó leo lên, và xe lu nó sẽ nằm ở trên cái cổ cò này. Cái gỗ này nó gọi là cái cổ cò này. Rồi sau đó thì lên thì mình sẽ kê gỗ rồi chặt bánh nó lại. Lúc mà lên phọt xuống phọt này cần phải có hoa tiêu hết. Những cái anh mà vận chuyển xe này, anh mấy anh rất là khéo, mấy anh rất là hay, cái kỹ thuật vận chuyển rồi kỹ thuật chất xe, chằng xe nó đều phải có hết. Đây các bạn, hôm nay là tiếp tục vẫn là câu chuyện là giao lưu ngày Tết. Đây Ford đang sẵn sàng đứng chờ, mình đang đứng ở trước cổng công ty, mình quay vào đây các bạn, diện mạo công ty. Cái đường này là bên mình cũng mới chỉnh trang lại. Rất là nhiều máy. Thì đến bây giờ là đã lên được máy cho một Ford rồi. Một Ford xa xa hồi nãy mình có quay. Thì bây giờ là máy thứ hai, xe thứ hai. Đây xe 3410 này đã lên rồi. Với máy mình mới vừa quay các bạn, cái quá trình nó lên đó. Đang lên cái máy đào. Máy đào 330 nha các bạn. ZX330 của Hitachi. Mỗi lần lên máy này rất là nặng. Máy công trường thì nó không giống như ô tô, tức là mỗi lần đi, mỗi lần di chuyển rất là khó khăn, rất là nặng. Và cần vận chuyển, cần hoa tiêu. Nó là máy mà các bạn. Máy là nặng lắm. Cái máy này là máy 330 này, nó là dòng 30 tấn. Đó, các bạn đọc cái tiền tố 330. Đó, 33 tương đương là 33 tấn. Cái máy này nó có cái cần nha các bạn, cái cần đào này. Do đó là nó có một cái cây trống, tức là dạng như một chân thứ ba. Do đó thường thường nó rất là vững. Rồi cái giải xích của nó này các bạn, nó tiếp xúc với lại cái mặt tiếp xúc nó rất là nhiều. Do đó nó rất là vững chắc. Đó các bạn thấy không? Khi mà trọng tâm của nó thay đổi á,
thì là nó sẽ hạ xuống hoặc là nhấc lên, tùy vào cái quá trình mà lên xuống như thế nào thì cái người vận hành đó họ sẽ cảm nhận rất là rõ. Bây giờ là cái bánh này các bạn, thấy không? Cái xích này nó đang tiếp xúc với cái bánh, các bạn nhìn thấy không? Nó lõm vô này. Thì tí mình sẽ phải kê gỗ lên để cho nó nhấc lên, để nó phải tiếp xúc với cái bánh xe. Mọt này sẽ kéo là một chiếc 330 và một chiếc 3410. Đây là cái cầu để cho xe nó lên. Rồi bây giờ thì sau khi cân chỉnh xong á, thì các anh sẽ tăng bo, sẽ dùng xích để mà chằng buộc cái xe lại. Như cái xe này là đã được chằng buộc nè. Tí nữa thì cái xe kia sẽ được chằng buộc như cái xe này. Xe số 2 đã xong rồi các bạn. Bây giờ đó là xe số 3. Xe số 3 thì cũng là một chiếc 3410. Mà chiếc này do cái phọt nó dài hơn này các bạn này. Đó là cái chiếc 310 này sẽ cần phải leo lên cái cột cò. Chiếc 330 này thì cũng sẽ đi tới, và sau đó thì cũng sẽ làm cái quy trình như chiếc mấy chiếc kia. Và sau đó là cứ đi lên rồi sắp xếp vị trí, rồi sau đó là kê gỗ lên nữa là xong. Sau đó thì mình sẽ tập kết các xe khác. Đó. Thì một tí nữa thì sẽ có cái khúc mà cả ba xe kéo là một lưu một đào sẽ rời khỏi cái công trường, sẽ rời là cái bãi xe. Ở đây là tổng công ty Vĩnh Phú Vi Chắc nha các bạn. Hai xe kia thì đã xong rồi. Thì đây là chiếc thứ ba. Chiếc này là cái phọt nó dài hơn này các bạn này. Đó, do đó là chiếc 3410, chiếc Luham nhập từ Đức. Mới 100%, chiếc này thì không cần phải leo lên cái cổ cò. Đó, mà nó chỉ nằm dưới đây thôi, và chiếc 330 này nó đủ là do cái phọt nó dài. Và tiếp tục thì mình làm những cái công đoạn cũ, tức là mình cũng sẽ kê gỗ là cho cái bánh nó hổng lên, nó không cà vào cái bánh xe của cái đầu kéo thì nó sẽ di chuyển được. Hôm nay là lúc này là đang là 3 phọt nha các bạn. Và ngoài kia thì đang chờ thêm 3 phọt nữa. 3 cái xe đầu kéo đó. Mình có thể gọi là xe mọt hay xe phọt. Ở ngoài kia đang là 3 chiếc của công ty Ngọc Mai. Đó, 1 2 3 các bạn. Đang chờ sẵn để kéo máy đi công trường. Kéo máy khởi công ngày Tết. Hôm nay nắng rất là đẹp các bạn. Đây là tổng công ty Vĩnh Phú Vi Chắc có trụ sở tại Biên Hòa, Đồng Nai. Và trên gọi là trên cái định hướng của công ty á, thì sẽ luôn luôn là sẽ phục vụ khách hàng hết mình. Và hiện tại là công ty đang có là đến giờ nha các bạn, đã là 5 chi nhánh rồi. Chi nhánh Quảng Ninh này, chi nhánh Hà Nội, chi nhánh Đà Nẵng, chi nhánh Đồng Nai là chi nhánh chính, tức là trụ sở chính, và là chi nhánh Cần Thơ là 5, và trong tương lai thì sẽ phục vụ lên tới là 8 chi nhánh. Thì trong đó mình sẽ kể từ Bắc tới Nam, đó là chi nhánh Quảng Ninh, chi nhánh Hà Nội, chi nhánh Nghệ An, chi nhánh Đà Nẵng, chi nhánh Phú Yên, và chi nhánh Đồng Nai, và cuối cùng là chi nhánh Cần Thơ. Và sẽ chia thành các tiểu vùng để mà phục vụ khách hàng, sẽ làm rất là tốt, rất là mạnh mẽ, và làm sao để cho khách hàng hài lòng nhất. Rồi các bạn, bây giờ là xe đã sẵn sàng đi. Bây giờ là sẽ kéo ba đào
và ba lô đi. Rồi các bạn, bây giờ là tất cả công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Đây, phọt khác đang chờ. Thì bây giờ mình sẽ chờ mấy cái phọt kia nó đi ra. Hôm nay là trời rất là đẹp các bạn, nắng rất là đẹp nè. Đang từ từ đi ra. Khúc cua này các bạn này. Mấy anh tài công này rất là giỏi. Mấy anh canh làm sao đó mà cái xe này á đó, nó đi là nó vừa sát cái mép này và cái phía sau kia nó còn phải là không bị cà. Cái anh trên kia phải sợ xem là nó có bị dính dây không đó, phải lên cái dây lên đó. Nên khi mà vận chuyển công này các bạn này là mấy anh này là kỹ năng lái là và rất là cẩn thận. Mọt đã đi ra khỏi cổng. Bây giờ là đến cái mọt thứ hai. Mọt thứ hai các bạn. Đây, phải kiểm tra xem là cái rồi lọt. Có vẻ như là lọt, có vẻ như là không cần phải kiểm tra sợi dây cáp. Rồi, được luôn, ok. Một thứ hai sẽ đi. Rất từ từ, rất chậm rãi. Mấy anh tài công này là siêu đẳng luôn đó các bạn. Kỹ năng lái xe là tuyệt vời. Rất là dài nhưng mà đi rất là nhẹ nhàng, đảm bảo an toàn đó. Hình như là đang còn tập kết phía kia lại để mà đi cùng nhau cho khỏi bị gọi là lạc đoàn. Đây, chiếc thứ ba kia thì đang dè ra. Mình sẽ đi sát xuống. Rồi các bạn. Đó, đang dần dần tấp vào. Số 3. Kéo xong là chống lộng bãi luôn các bạn. Và những cái xe này cũng đang chờ để mà kéo luôn. Sau khi là những cái mọt này đi thì những cái xe khác là sẽ được kéo. Rồi, mọt thứ ba từ từ tiến ra khỏi cổng. Vì chắc ngày mùng 4 Tết. Hôm nay là một ngày mà kéo xe rầm rộ ra ngoài công trường sân bay Long Thành để
chuẩn bị là khởi công. Sau khi những xe này tiến đi thì những xe khác sẽ tiến vào để tiếp tục là tập kết. Các bạn thấy không, nó chất là khá là dài, và cái đuôi phía sau á, đặc biệt là cái đuôi phía sau là những anh tài công này, anh phải rất cẩn thận nếu không nó va vào những cái cột kia. Anh đi rất là chậm, đi không có nhanh đâu các bạn. Xa xa phía xa kia là một xe đã đi rồi các bạn, thì những xe này cũng đang chờ để đi. Trên kia cũng có 2-3 xe bắt đầu xe này cũng đi rồi. 3 xe đó đi thì bắt đầu là những xe Ford này nó tiến vào các bạn này, tiến vào để tập kết những xe khác. Rồi, những xe này đang từ từ tiến vào. Bây giờ thì mình đang lên mọt đây, mình đang xuống được 2 mọt như này và 1 mọt ở trên kia. Thì ở đây là mình đã lên xong, cơ bản là lên xong 2 cái mọt rồi các bạn. À, mình nhầm, cơ bản là lên xong là 2 cái xe đào, một cái 200, một cái là ZX200-5G và một cái là ZX330-5G. Do cái đế này nó rất là sát nhau các bạn thấy không? Đấy, hoa tiêu rất là nhiều. Đây, bạn thấy không, cái khe hở giữa hai cái xe nó rất là sát nhau rồi, rất là sát. Nó là phải kê gỗ này, rất là nhiều người phải cùng coi các bạn. Rồi lên máy này nó rất là nguy hiểm, không biết có phải nguy hiểm hay không, nhưng mà thực sự là nếu mà xảy ra một cái sự cố gì thì nó cũng rất là mệt mỏi. Thật ra là phải cẩn thận, và có rất là nhiều các anh chị hoa tiêu rồi cùng canh. Bình thường thì không nhiều như thế này đâu, bình thường thì không cần nhiều như thế này đâu các bạn, tại vì bây giờ là có tới là 3 mọt kéo đến, thì cứ một mọt thì là sẽ có một tài xế này, một phụ này, rồi còn người ở bên mình nữa. Do đó thì rất là nhiều hoa tiêu hôm nay. Khi mà đã lên xong hết rồi thì bắt đầu là cái đến công tác chặn buộc. Và bây giờ này các bạn, lúc này đang là 11:30 nha các bạn, rất là nắng. Cái nghề nào thì nó cũng có cái sự sung sướng của nó, có sự thú vị, và nó cũng đều có nỗi vất vả. Nghề xây dựng này, nghề bán máy này, nghề kéo xe này, cũng giống như mình ngoài đây bây giờ là đang đứng nắng, rất là nắng các bạn. Mà nay là còn quên mang nón nữa đó, đi ra để mà theo dõi và quay những cái cảnh như thế này. Nhưng phải nói là rất là thú vị các bạn, bất kể cái nghề nào nó đều có sự hay ho của nó, và ai cũng có sự yêu nghề nhất định. Thì nó thực sự là không yêu nghề thì có lẽ là sẽ không làm được bất kỳ thứ gì cũng vậy thôi. Đấy. Rồi sau khi mà lên xong kê gỗ xong hết thì cái gầu này các bạn, nó sẽ quặp nó vào và gọn lên, thế là mình cơ bản sẽ hoàn thành là lên được một mọt, và sau đó là những chiếc xe khác tiếp tục lên như vậy. Rồi lúc này là mình đã lên phọt xong 3 cái mọt rồi các bạn, 3 mọt, và chuẩn bị là đi chuyến thứ hai, là đoàn thứ hai mới đúng, đoàn thứ hai.
Xe bây giờ là bắt đầu đi rồi nè. Xe bắt đầu đi. Sáu xe đào các bạn. Đây là xe bên vận chuyển Ngọc Mai, một đơn vị vận chuyển là đã từng cộng tác rất nhiều năm với lại đi chắc. Đi rồi. Một thứ hai đang ra khỏi cổng. Đây một số 2 cũng là xe của Ngọc Mai luôn các bạn, xe vận chuyển bên đơn vị Ngọc Mai. Đơn vị Ngọc Mai thì rất là gọi là khá có uy tín và cộng tác rất là lâu với lại Vietjet rồi. Đây là mọt thứ 3 các bạn. Lúc này là trưa nắng. Đang trưa, rất là trưa và rất là nắng nha các bạn. Bây giờ lúc này là đang là 13 giờ. Thì sẽ xuất phát đi. Đó, 3 xe ra khỏi màu rồi. Xe từ từ đi.